Với 11 nhà lưới, xóm Nghĩa Kim, xã Nghi Long là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trong nhà lưới, nhà màng phát triển nhanh và mạnh. Tuy nhiên, cứ về mùa mưa bão, người dân ở đây luôn thấp thỏm lo lắng, an toàn cho hệ thống nhà lưới. Chỉ cần có một cơn gió cấp 3, cấp 4 thôi, thì làm chỉ cần tước đến một cái đầu độc là hắn bung cả thay cả nhà. Qua hơn 10 năm sản xuất trong nhà lưới, người dân cho rằng nhà lưới có nhiều ưu việt, đó là hạn chế được sâu bệnh cho cây trồng. Có thể trồng một số rau màu trong mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, với những tháng nắng nóng, nhiệt độ trong nhà lưới cao hơn ngoài trời từ 5 đến 10 độ, nên nhiều nhà lưới phải bỏ trống và mùa mưa nguy cơ ngập úng cũng cao. Trong nhà giàn thì hè thì không làm được, nắng quá. Người vô đấy nó chịu được nữa là cấy. Cho nên là từ tháng 5 cho đến tháng 8 là nhà giàn là không làm được gì hết. Còn đây là một trong số rất ít nhà lưới còn hoạt động tại huyện Tân Kỳ. Nhà lưới này mới được đầu tư xây dựng với mức 300 triệu đồng. Để thu hồi vốn nhanh, người dân đã đưa ra các loại rau quả cao cấp vào trồng. Tuy nhiên vì mô hình đơn lẻ nên việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Mình đã còn nhỏ lẻ quá, cho nên là cái đầu ra của mình là không. Nếu như nhiều thì người ta sẽ đến thu mua đồng loạt thì sẽ dễ dàng hơn. Còn như mình đã ít quá thì cái số lượng nó không được nhiều tập trung, thế nên là cái đầu ra nó khó. Hiện nay toàn tỉnh có trên 130 nhà màng nhà lưới với khoảng 47 hectare đất sản xuất trong hệ thống này. Các cây trồng chủ yếu là rau, hoa, dưa, các loại. Mặc dù diện tích nhà màng nhà lưới còn thấp, song việc phát triển mở rộng tương đối khó do chi phí để xây dựng lớn. Ngoài ra còn do những bất cập như vào mùa mưa bão, hệ thống nhà lưới dễ bị tốc mái, ngập lụt. Cái đầu tư cho nhà màng nhà lưới là phải là nhiều kinh phí, vì vậy mà cái tiềm lực về kinh tế của bà con nông dân cũng như các cái tổ chức doanh nghiệp cũng đâu đó cũng đang còn hạn chế. Khi đầu tư nhà lưới nhà màng thì chúng ta chưa đồng bộ hóa toàn bộ, tức là từ cái khâu kỹ thuật cho đến là làm nhà màng nhà lưới như thế nào để là đưa trồng vào cây trồng gì. Chúng ta hiện nay thì đang áp dụng từng khâu nhỏ lẻ, do đó mà chưa phát huy được hết cái tính năng công năng của nhà lưới nhà màng. Việc phát triển nhà lưới, nhà màng ở Nghệ An còn khiêm tốn nên các mặt hạn chế cũng chưa bộc lộ hết. Tuy nhiên, qua thực tế, tại một số tỉnh phát triển nóng hệ thống nhà lưới, nhà màng đã cho thấy có những tác động đến môi trường như hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ nóng lên, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng tới nguồn nước, đất, không khí. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo việc phát triển nhà lưới, nhà màng cần thận trọng, tính toán kỹ để hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường.